Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hồi Phúc nha. Tiếp tục clip bán máy cho anh em nha. Quy định mua máy mình thì cọc trước cái cọc Viettel 50k nha anh em. Đây là máy dưới 1 triệu nha. Những máy trên 1 triệu thì anh vui làm cọc 100.000 Viettel. Nhấn họ tên, địa chỉ cùng với mã số thẻ cào nha. Mình thì cái ship code toàn quốc nha anh em. Tới nơi anh em cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán thì shipper nha. Số điện thoại đặt hàng bên mình là 0355 356 356, có trên cái bảng nhỏ xíu trước nha anh em. Đó, anh em cứ gọi thẳng số đó là đặt hàng nha. Và tối nay thì mình có 8 giờ tối nha. 8 giờ tối thì giới thiệu máy đầu tiên trong clip luôn nha anh em. Đó là một em Oppo nha, A37. Con này thì nay rất là nhiều nha, mình về liên tục ha. A37 màn hình 5 inch, RAM 216 nha. Pin con này là 2630. Máy thêm vỏ đẹp keng rồi anh em, chỉ được xài thôi nha. Chức năng full wifi các kiểu rất là mượt nha, xài nói chung còn ok. A37 nha anh em, RAM 216, con này vẫn giá cũ nha, 1050, 1.050.000 nha. Kèm sạc ở dưới dây dán kính nha anh em. Tiếp theo là con Samsung J737 bản hàng nha anh em. J737 hàng, con này thì mình về thường xuyên nha, mình có mối hàng á nên hay về thường xuyên với dòng máy hàng. Máy đẹp tầm 98.9 nha, nguyên riêng. Kính lưng đẹp keng luôn. Màn hình 5.5 nha anh em, RAM 332, pin con này là 3003. Chức năng thì rất là mượt nha. J737 ha. Con này là Galaxy Y3. Y3 RAM 332 bản hàng, xài rất mượt nha. Anh em cứ xài thử là biết ngay. Giá 1890. 1890 kèm sạc dán lực cho anh em nha. Samsung A30 bản hàng luôn, máy màu đen nha anh em, máy cực đẹp nha, tầm 98.9 luôn, nguyên riêng bản hàng, một sim. Con này cũng ra 332 nha anh em, màn hình 6.4 và pin con này là 4000 ha, máy cực đẹp ha. A30 ok, em bán hàng này ra đi cho anh em giá 2.700.000 nha. 2.700.000 nha, máy cực đẹp luôn. 98-99 nguyên riêng. Samsung J8 màu gold, một con duy nhất ha, máy với 2 sim. VM. Con này là vỏ xeo xước chắc nha. Kính camera có vết trời. Nứt nhẹ, ngày nay không đáng kể nha. Máy nguyên riêng nha anh em. J800. Kính đẹp keng nha. Con này RAM 332 nha anh em, màn hình 6 inch và pin con này là 3500 nha. Máy màn hình rất sáng đẹp nha. Chức năng ok. Full chức năng nha anh em. J8 ha, con này ra đi cho anh em giá 1750. 1750 kèm sạc dán lực cho anh em luôn nha. Realme C2. Con này bán RAM 332 nha anh em. Vỏ xeo có xuất sắc nha, máy riêng nha. Đó, vỏ xeo xuất sắc này. Kính này đã dán lực rồi, nói chung là đẹp. Còn pin con này. Con này màn hình 6 inch 2, RAM 332 và pin con này là 4000 nha anh em. Pin cực trâu nha. Anh em chờ xíu nó lên nguồn nha anh em coi. Đó. Nói chung là máy còn rất là đẹp. Lưng sau 66 tí thôi, xíu xước thôi. Còn cái kính này keng nha. Realme C2. Rồi ok, lên đẹp nha anh em. Màn sáng rất sáng đẹp nha. RAM 332 nha anh em, con này là bản RAM 3 ha. Chạy cũng rất là mượt. Đó. Realme C2. Anh em C2 RAM 332 này. Ok, 1.500.000 nha anh em, kèm sạc dán kính nha. 1.500.000 cho anh em nha. Samsung A750 màu xanh. A750. Con này viền xấu nha anh em. Viền nó trời trời á, cạo luôn rồi. Con này RAM 464 nha anh em, RAM 464, màn hình là 6 inch, pin 3003. Kính đại dán lực, màn không có trời xước nha, nói chung là màn đẹp. Đó. Samsung A7
wifi mạnh nha. A7 2018 á, con này để anh em giá 2.4 triệu nha anh em, 2.4 triệu ha, kèm sạc dán kính nha anh em nha. Tiếp theo là một Samsung A50 Ring, A50 màu đen Việt Nam nha, xài 2 sim ha. Con này là Samsung A50 màn hình 6.4, RAM 4/64 và pin con này là 4000 nha anh em. Sườn thì có xước sát nhẹ nhẹ, ở trên đây là xước nha, góc sơn nha. Đó, góc tí góc thôi. Màn có lông mèo, rất là ít chuột thôi, giống mèo ha. Cộng sượt như vậy đó. Còn tổng thể là đẹp. A50 nha anh em, màu đen. Con này ra đi cho anh em giá 2.9 triệu nha, 2.9 triệu, RAM 4/64 nha anh em, kèm sạc dán kính nha. A6 lút bản hàng, A6 cộng anh em, màu xám nhạt nhạt này. Con này nguyên riêng, đẹp tầm 98-99 luôn. Em thấy quá đẹp nha, máy xài cũ như này là quá chuẩn rồi. Màn hình 6 inch, RAM 4/32, pin 3500 nha. Kính thì không phải chê một cái vết nào luôn. RAM 4/32, pin 3500, màn hình thì 6 inch, chức năng thì bao đẹp. Đó, ok, con này ra đi cho anh em giá 2.4 triệu nha, 2.4 triệu kèm sạc dán kính nha anh em, 2.4 triệu, giá rất mềm rồi nè. A600 bản hàng luôn, màu gold, màn hình 5 inch 6, RAM 3/32, pin 3000, máy thì cái lưng này có xuất sắc như vậy này, còn đẹp nha. Đó, kính là 99 luôn, sườn này cho 98 thôi, thì máy còn quá là đẹp rồi. Wi-Fi mạnh nha anh em. A600 bản hàng, một sim, máy nguyên riêng đẹp kem. Con này ra đi cho anh em giá 1750, 1750 kèm sạc dán kính nha anh em. Samsung Note 8 nha, màu đen bản hàng ha, màu đen, mặt sau thì cũng còn ok. Màn hình 6 inch 3, RAM 6/64, pin 3003, vỏ sau thì có vỏ sườn có xuất sắc nhẹ nhẹ nha. Màn thì con này một đốm nhẹ gấp đây, anh em xài không có bị lan đâu, khỏi lo. Đó, còn đẹp ha, có lưu ảnh nhẹ nhẹ, nói chung là có lưu ảnh nhẹ nhẹ. Mấy cái AMOLED thì con nào cũng có lưu ảnh nha nè, mà không đáng kể, con này thấy cũng còn đẹp, lưu ảnh đẹp nha, không phải là xấu nha, xài rất chuẩn nha. Note 8 có đốm nhẹ gấp đây, màn lưu ảnh nhẹ, bản hàng, một sim, máy là full chức năng nha, kính còn rất là đẹp. Note 8 nha, đây này, kính anh em coi đi, rất là mướt nha. 3.2 triệu nha anh em, 3.2 triệu, kèm sạc cho anh em nha. Oppo A83, con này kính đẹp kia, lưng thay mới nha anh em, lưng nó hơi trời trời, mình ghép mình thay luôn, bóc ra thay ra anh em biết lưng mới rồi. A83, RAM 3/32, màn hình 5 inch 7, pin con này là 3180. Đó, máy thì full chức năng nha, wifi mạnh ha. Giới thiệu điện thoại cho anh em xem, A83, RAM 3/32, con này để anh em giá 1.6 triệu nha, 1.6 triệu, kèm sạc dán kính nha anh em, A83 ha. Tiếp theo là một con Ribey Dream bản VN màu bạc, vỏ thay mới keng, màn hình 5 inch 5.5 nha anh em, RAM 3/32, pin 3300, máy rất là đẹp nha. Kính con này đẹp ha, còn vỏ thì cũng keng sờ beng rồi, thay mới cho anh em rồi, RAM 3/32, pin 3003, con này ra đi cho anh em giá của nó là 1.6 triệu nha anh em, mấy mới keng, 1.6 triệu, kèm sạc dán kính nha. Samsung A21s màu đen, máy đẹp tầm 98, con này màn hình 6 inch 5, RAM 3/32, pin 5000, camera 4 mắt nha, 4 mắt ha, kính thì đã dán nguyên lực rồi, máy rất đẹp. A21s chức năng là ok hết nha anh em,
là đi cho anh em giá 3150 kèm sạc dán kính nha, 3.150.000. A21s. Xiaomi Redmi Note 9s màu xanh đẹp 98.9 nha. Sườn có xuất sắc nhẹ nhẹ, còn kính lưng đẹp. Đó. Sườn là xuất sắc nhẹ nhẹ ha, cái này là keo hay gì đây? Cái này xước nhẹ đây. Đó. Camera 4 mắt rất đẹp nha. Màn hình 6.67. RAM 628, pin 5020. Kính đẹp kem. RAM 628. Redmi Note 9S cấu hình full, con này ra đi cho anh em giá 3.900.000 nha anh em. 3.900.000 ha, kèm sạc dán kính cho anh em luôn nha. Tiếp theo anh em là con Oppo A93. Oppo A93 vỏ đẹp. Nói chung là len keng luôn. Kính ok luôn, đã dán cân lực cho anh em rồi. Đó, đã dán cân lực đẹp rồi. Con này cũng RAM 8, bộ nhớ 128 anh em, RAM 8GB nha, bộ nhớ 128. Màn hình 6.43, pin 4000. Đó. Cao ra 4 mét cực đẹp. Máy full chức năng. Đó, máy màn hình rất đẹp nha, RAM 8GB nha anh em. Cực mạnh ha. Oppo A93, con này ra đi cho anh em giá 4.900.000 nha. 4.900.000 kèm sạc dán kính cho anh em, mấy đời cao của Oppo. Rồi, clip này xin tạm dừng ở đây. Thằng ấy chào cả nhà nha. Hẹn anh em clip tối nay nha, lúc 8 giờ livestream tặng sim cho anh em nha. Rồi, thằng ấy chào cả nhà. Chúc anh em sức khỏe nha. Cuối tuần vui vẻ anh em nha.